Chuyến xe mình sẽ cập nhật cái tôm của chú Bình ở Sóc Trăng á cho cô chú anh chị mình xem nè. Thì ổng xa chú tay sang ra, thì sang ra mà được 3 ao của chú anh chị mình, chỉ là ao ương của Hoàng Kim này cũng mấy ngày đó. Rồi mời cô chú anh chị mình theo dõi với hai anh em mình. Nói chung là đều tôm nhưng mà đẹp khỏe, nhưng mà hơi bé, gan ruột thì ok đấy đúng không? Này, gan có đủ gan ruột thì rõ ràng. Cô chú anh chị mình nó sổ kim trùng dù 5-7 ngày sổ lại bình thường nha, nó không có sao, không ảnh hưởng nha. Thuốc này ông nói là về thuốc này thôi chứ còn thuốc khác thì không biết nha. Này dạng mình nó đào thải thôi, đào thải cho nó giải độc gan thôi chứ nó không phải nó có dạng tẩy nha. Còn mình sổ dạng tẩy thì nó khác, dạng tẩy thì nó ảnh sổ nhiều nó sẽ bị mỏng hư được ruột. Viên benson này thì sổ liên tục không sao, 3 ngày 5 ngày sổ bình thường. Giải độc gan rồi nó đào thải tốt, hai mũi đuôi được hết luôn trên mình. Hai phần rồi á, nhá rồi chứ không nó vô không được, không muốn phân. Sổ kiến trùng là bình thường, tại vì nhiều của chú anh chị em mình sợ sổ nó bị tổn thương cái đường ruột, thì em nói là tùy theo thuốc. Nhưng bên đây ăn vẫn bình thường, không có gì hết. Quá chân à. Nắng bắt đầu không dám dạo được. Dù có lộ vỏ ha. Chiều nó càng vừa mấy hồi. Một xây mấy hồi. Phân không phải thức à, hay là phân đó, phân nó ghê không? Phân người nó dĩa lên hết hai màu nữa, bún nãy giờ mà chưa giả, không giả phân nữa. Phân chắc mà nó chắc ghê không? Đâu phải thì còn tồn mấy.
chưa nắng mà nó rỡ hôm nay nó khỏe ghê, không có công thân công thiết nữa, nói chung là ăn vô nó đẩy đâu vô đề kháng nó tốt. Đến quá.